Xin trân trọng kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung Câu chuyện sao kê từ thiện, kẻ cắp gặp bà già. Nguồn tin từ tác giả Diên Đoàn Tử. Sau đây là nội dung chi tiết. Xong phần sao kê, nhóm ca sĩ phủi tay lo việc trình tòa, quyết diệt bằng được mụ hằng tinh vi hạ hồi đã có tòa. Bây giờ thử xem xét sao kê mà nhóm nghệ sĩ coi như là bước quyết định lật kèo tội vu cáo và tống cổ bà Hằng vào nhà đá. Mấy vị ca sĩ đã hoàn tất sao kê tiền từ thiện, ôm về cả ngàn trang sao kê. Trấn Thành đòi tiền cược bà Phương Hằng. Thủy Tiên công vinh trở về nhà 18.000 trang giấy từ ngân hàng về, rung đùi bên ly cà phê nộp đơn kiện bà Phương Hằng vu cáo. Đến nay, đơn kiện của Công Vinh đã gửi tòa. Nhưng mấy vị chuyên nghề hát sướng, đá banh xưa nay sống nhờ vào miệng lưỡi, cặp giò mà quên đi cái đầu. Vụ sao kê lại cần tới cái đầu tỉnh táo hiểu biết. Trấn Thành, Thủy Tiên, Công Vinh không hề nghĩ hàng ngàn tờ sao kê đó hoàn toàn là không có giá trị. Sau một tuần lễ liệu mấy nhân vật trong cuộc đã nhận ra chưa ném cả linh hồn vào mấy tờ sao kê tù mù đó thì nguy to đấy vậy sao kê là gì pháp luật chấp nhận loại sao kê nào và sao kê nào chỉ được dùng cho cá nhân thử tìm hiểu thêm một chút sao kê ngân hàng là bản sao chi tiết những giao dịch tài khoản thanh toán của cá nhân hoặc tổ chức những xác nhận giao dịch ngân hàng này bao gồm tất cả các giao dịch tín dụng nhập vào rút ra trong tài khoản sao kê chỉ thực hiện theo yêu cầu của chính khách hàng các bạn quan tâm cụm từ theo yêu cầu điều đó có nghĩa những gì mà chủ không đề nghị thì không sao kê đây là nguyên tắc cốt lõi giữa ngân hàng và khách hàng tài liệu giao dịch này là tuyệt mật lộ ra ngân hàng sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về pháp lý bồi thường thiệt hại và uy tín lâu dài đồng nghĩa với việc sao kê của công vinh thủy tiên làm không có giá trị pháp lý có khá nhiều lý do ở đây chỉ đề cập hai điều cơ bản một là sao kê phải làm theo yêu cầu của khách hàng nghĩa là những gì khách hàng cần mới sao kê còn nhiều khoản tiền khác cần được làm rõ nhưng khách hàng không yêu cầu thì ngân hàng cũng không đưa vào sao kê sao kê công vinh, thủy tiên hay là trấn thành là loại sao kê được chọn lọc phù hợp với lợi ích của họ. Hai là sao kê là ghi nhận tiền đưa vào, ví dụ 178 tỷ là khớp với số tiền thủy tiên đã công khai. Nhưng điều quan trọng ở chỗ, số tiền đó đã rút ra để dùng vào làm việc gì, chỉ mỗi chủ các tài khoản mới biết. Còn nói, số tiền sao kê rút ra đã làm từ thiện hãy cho tòa nhìn thấy những chứng cứ được cá nhân, địa phương, tổ chức xác nhận số tiền, ngày, tháng. Những điều cơ bản nhất, pháp luật cần biết lại không được đáp ứng. Đây mới thực sự là lý do khiến các bản sao kê không có giá trị pháp lý. Để sao kê có giá trị trước tòa, phải thông qua cơ quan pháp luật nhà nước, công an, tòa án, viện kiểm soát. Ngân hàng chỉ làm việc với đại diện mấy cơ quan đó khi có công văn chính thức có dấu quốc huy nhà nước đôi bên thực hiện cam kết mang tính nguyên tắc bảo mật của ngân hàng và trách nhiệm công dân của lãnh đạo ngân hàng trước quốc gia văn bản hoàn tất ngân hàng mở những tài khoản cần thiết cho điều tra như vậy sao kê đó mới thực sự có giá trị pháp lý điều hệ trọng bật nhất này dường như là công vinh trấn thành đã không hề tính đến khi mà sao kê của họ trở thành vô giá trị thay vì vội vàng thiếu hiểu biết Công vinh Thủy Tiên, Trấn Thành cần có một đội ngũ trợ lý giỏi pháp lý, giỏi nguyên tắc, mánh lới của ngân hàng để hỗ trợ. Định tan dối, khuất tất, nhóm trợ lý sẽ bẩy mưu tính kế cho ông bà chủ luồn lách kín kẽ. Nếu không, công vinh Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng có nguy cơ phải đối mặt với pháp luật, với tội danh, lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản của công nhân. Và đội này đã ghi rất rõ chiếm đoạt từ 500 triệu trở lên, khung hình từ 12 đến 20 năm tù. Nhưng nói cho ngay thì dù quân sư kín kẽ đến đâu cũng không thoát được con mắt của pháp luật và công chúng. Các cụ sư từng nói, cây ngay không sợ chết đứng. Các vị tự hỏi lòng dạ của mình liệu có chút nào ngay thẳng, khuất tất, ngay cả những việc từ thiện cho những người dân khốn khổ theo nghĩa tình đồng bào đang trong hoạn nạn. Hành vi đó chỉ có thể gọi một cách xác đáng nhất là khốn nạn. Những kẻ lừa đảo, cướp đoạt đồng tiền nhân ái cộng đồng gom góp lại với tinh thần lá lành đùm lá rách là lũ khốn. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài viết Câu chuyện sao kê từ thiện, kẻ cắp gặp bà già. Nguồn tin từ tác giả Diên Đoàn Tử đến đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sau.